Cường đây, đại diện kinh doanh Saigon Ford. Nếu các bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng xe Ford nào, hãy gọi điện thoại cho Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Hôm nay Cường sẽ tâm sự với các bạn về chủ nhân của chiếc xe này, anh Sơn, một chủ nhân đến từ Phú Quốc, Kiên Giang các bạn. Thì hôm nay chia sẻ với các bạn luôn là ngày 28 dương lịch, cũng là ngày 26 âm rồi các bạn, tức là rất gần đến Tết Nguyên Đán 2022 rồi. Và chiếc xe này bên Cường cũng nhận của anh Sơn cách đây khoảng 35 ngày và làm gấp rút để kịp giao trước Tết cho anh Sơn, để anh Sơn có thể là đi chơi ở dưới Phú Quốc. Thì chiếc xe này ở miền Tây thì có hai chiếc rồi các bạn. Một chiếc là của anh Phong ở dưới Sóc Trăng, thì đó là chiếc đầu tiên tại Việt Nam, cũng là Cường làm cho anh Phong luôn. Và chiếc thứ hai là ở Hà Nội, và chiếc thứ ba lại là ở miền Tây. Bây giờ là chủ nhân là đến từ Phú Quốc. Bây giờ Sóc Trăng có một F150 Airred nè, rồi là Phú Quốc có một F150 Airred. Thì chiếc xe này là Ford Airred F150 đầu tiên tại Phú Quốc. Và chiếc xe này các bạn biết không, nó là 2017 các bạn. 2017 đã chạy được hơn 50.000 km rồi. Tuy nhiên anh Sơn, chủ nhân của chiếc xe này, không muốn đổi một chiếc xe khác mà muốn giữ lại chiếc xe Ford Airred, bởi vì chiếc xe Ford Airred rất phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của anh. Anh ấy chia sẻ rằng là chiếc xe này nó rất là bền bỉ, tiết kiệm, đi cày ở dưới Phú Quốc mọi thứ nó rất là sướng các bạn. Đi Ford Airred mà đi cày để đi làm là mọi thứ nó rất là ok. Thì anh nó không muốn bán, nhưng mà đi một thời gian 5 năm rồi, anh nó cảm thấy cái xe nó đã cũ, nó xuống rồi, và anh nó cần một cái gì đó mới mẻ hơn nhưng mà vẫn giữ được cái Ford Airred. Thì đây là cái option anh chọn, Ford Airred F150 Raptor. Anh đã bỏ ra cái số tiền 350 triệu đồng để lên tất tần tật những cái option mà Cường sắp chia sẻ các bạn. Thì cụ thể như thế nào, Cường mời các bạn ngay bây giờ tìm hiểu với Cường qua video ngày hôm nay. Ok, bây giờ như thường lệ Cường sẽ giới thiệu ở phần đầu xe trước. Ở phần đầu xe thì các bạn đã quá quen thuộc với lại cái hình ảnh body kit F150 Raptor rồi. Vẫn là cái mặt ca lăng này, mặt ca lăng của F150 Ford rất to ở đây luôn các bạn, rất to ở đây. Ở phía dưới này chúng ta có một cái kẹt F150. Nói chung nguyên cái đầu xe này là bưng của F150 qua, từ phần mặt ca lăng, đèn định vị, kẹt trước cho đến cái nắp capo này. Nắp capo này bên Cường thay nguyên cụm nha các bạn, thay nguyên một cái cụm nắp capo này. Phải nói là nó chắc lắm các bạn. Nào, nếu mà các bạn sờ cái nắp capo zin á thì có vẻ nó hơi mỏng, nhưng mà qua cái nắp capo này các bạn nghe cái tiếng không? Làm cực kỳ chắc chắn luôn. Và cái nắp capo này nó nặng các bạn. Và cái ti cốp của chiếc xe này nè, do là sử dụng 5 năm rồi nó bị nhão các bạn, cho nên là lên cái nắp capo này nó chịu không nổi, phải buộc phải thay luôn cả hai cái nắp capo mới. Thay luôn cả hai cái ti nắp capo, hai cái ti nha các bạn, thay luôn hai cái ti mới thì nó mới chịu được cái nắp capo mới này, nó nặng hơn, nó dày hơn. Rồi ở phần bên này, để cho cân đối với lại cái phần đầu xe, do cái phần đầu xe nó to ra, nhưng mà nếu mà cái phần bên hông nó không có to ra, nó không có be ra thì nó rất là mất cân đối. Thì đây, ốp nguyên bốn vai, hai đằng trước, hai đằng sau. Thì ở cái hai cái vai trước này các bạn có thể thấy, bây giờ nếu mà so bề ngang, chiếc xe này nó phải rộng hơn xe bình thường 30cm các bạn. Mỗi bên khoảng 15 phân, rất to đây. Đó. Rồi, khi đó thì thay toàn bộ nắp capo, mặt ca lăng, cản trước và cái ốp cua này, thì chúng ta sẽ có một cái module đèn mới, ốp vừa khít cái đèn F150 vào luôn nha các bạn. Ốp vừa khít cái đèn F150 vào, rất là đẹp luôn các bạn. Cái đèn to full led nha các bạn. Cái đèn full led này thì Cường đánh giá nó, cái hiệu suất chiếu sáng của nó không bằng cái đèn zin của chiếc xe này. Đèn zin của đời 2017 nó sử dụng là đèn HID các bạn. HID nó đèn nó ánh sáng vàng, nó bám đường tốt hơn. Còn cái này full led thì cảm giác là nó không có được sáng, không được ôm đường bằng đèn zin. Nhưng mà ở trên chiếc xe này thì không có cái vị trí để kiểu như là thay cái hay lên thêm cái đèn bi cầu á. Nếu mà thay thì thay luôn cả hai cụm ở đây. Đó, thì nếu mà anh Sơn mà có nhu cầu thì bên Cường sẽ hỗ trợ thay cho anh Sơn. Còn bây giờ mình cứ để zin toàn bộ mình đi trước đi coi sao. Rồi, qua phần bên hông. Phần bên hông Cường ấn tượng nhất với các bạn đó là cái cụm mâm này. Ba chiếc xe Ford F150 Cường làm đều có ba cái mâm khác nhau. Mỗi mâm nó đều có một cái vẻ đẹp nguyên bản. Với anh Sơn thì anh nó cũng đứng tuổi rồi các bạn. Anh nó thích một cái sự điềm đạm, một cái sự nhẹ nhàng thôi, nhưng mà cũng phải hầm hố sang trọng. Thì đây, Cường tư vấn cho anh cái mâm này. Cái màu của nó màu vàng đồng các bạn. Nhìn nó sang lắm, nhìn nó sang mà nó không có phải là nó phá cách quá. Nó không có kiểu là nó nổi quá, mà nó vừa sang trọng, nó vừa chắc, mà nó vừa lại điềm đạm. Nhìn cái bộ mâm này, tuy nó không nổi bật nhưng mà khi nhìn sâu vô nó nhìn rất là gần gũi các bạn. Mâm Fuel hàng của Mỹ nha. Rồi, một bộ ốc Titan ở đây. Ốc Titan này các bạn. Ốc Titan, thay luôn bộ ốc Titan cho anh Sơn để cho nó full với lại cái phần mâm này. Ốc Titan nhìn rất là đẹp luôn. Và cái lốp này vẫn như là cái lốp thường lệ các bạn.
size cực kỳ khủng luôn. Size của nó là 350. Đây, size 350 12. Mâm này mâm 20 các bạn, size 350. Đây, các bạn có thể thấy cái gai lốp này. Cái gai lốp rất to luôn các bạn. Đây này, ví dụ một găng tay của Cường nè, 20 phân mà không xin nhê vậy đó. Từ cái phần hông lốp từ bên này qua bên này là 350. Tức là 35 cm đó các bạn, to lắm. Đây, ví dụ một găng tay của Cường nè. To lắm các bạn. Cái lốp này đi cực kỳ đầm luôn và gai to, đi bám đường rất là tốt. Cái đường này mà đi giữa đường miền Tây thì rất là khỏi chê luôn các bạn, đi rất là ok. Rồi, tiếp theo những cái chi tiết nhỏ nhỏ, ví dụ như là cái tay nắm cửa nè, cái ốp gương này cũng sơn lại thành màu đen nhám cho nó phù hợp với cái tông của xe. Ngoài ra thì xe của anh Sơn sau 5 năm sử dụng 56.000 km thì nó bị chảy rất là nhiều các bạn, chảy dâm rất là nhiều. Thì bên Cường hỗ trợ là làm lại, tút lại mọi thứ cho nó đẹp với lại phủ ceramic đó. Bây giờ phủ ceramic nhìn cái xe. Cái xe này lúc mà Cường nhận lắm, Cường bận quá, Cường lại không quay video cho các bạn được cái lúc mà xe nó chưa lên. Nhìn cái xe phải nó rất là sệ các bạn, nó rất là xuống rồi. Nhưng mà sau khi làm lên thì mọi thứ gần như là như mới các bạn. Ở phần đuôi này chúng ta ốp cũng là cái ốp vai này đây. Cái ốp vai này nó sẽ kéo dài từ phần đuôi cho đến cái phần cửa sau luôn các bạn. Đây các bạn thấy không? Đó, rất là to, ốp thêm nha, cái này ốp thêm. Rất là dày dặn và chắc chắn. Anh Sơn á, anh cũng rất là sợ các bạn. Anh rất là sợ những cái phần độ lên nó cảm giác nó ọp ẹp, chạy nó không có được như là zin. Nhưng mà anh Sơn hãy yên tâm. Chất lượng đây, chúng ta hoàn toàn có thể là kiểm chứng, bởi vì bên Cường làm cũng đâu đó gần 10 chiếc F150 Raptor rồi. Phần mâm lốp ở phía sau giống như ở phần phía trước, vẫn là mâm Fuel lốp 350 Raptor. Đây, các bạn có thể so sánh Cường với lại cái mâm này, mâm lốp này. To các bạn, to, rất to luôn. Hộp cua to bản của F150 các bạn, rất to luôn. Rồi qua phần đuôi xe. Phần đuôi xe thì cũng có vài điểm thay đổi các bạn. Đầu tiên là về cái phần đèn hậu vô lăng full LED đây. Hay luôn cái cụm đèn hậu. Cái cụm đèn hậu zin của xe thì nó cảm giác như là nó đã xuống và nó không có cái gì mới mẻ các bạn. Mình nhìn nó riết rồi mình chán rồi. Nhưng mà lên cái cụm đèn vô lăng full LED này thì nó khác biệt hoàn toàn. Cộng thêm là cái nẹp đèn LED LED ở đây. Khi mà các bạn chạy bình thường á, bạn đạp phanh á, nó sẽ sáng màu đỏ đây nha. Sáng màu đỏ, đạp phanh nó là sáng màu đỏ đây, rất là đẹp luôn. Còn lại thì ví dụ như là đằng sau này cũng bị chảy rất là nhiều. Những cái phần này bị chảy rất nhiều. Bên Cường cũng dậm sơn lại rồi phủ ceramic lên nhìn cho nó bóng bẩy long lanh. Thì ở phần đuôi xe thì chỉ có như vậy thôi các bạn. Anten vây cá là những cái chi tiết nhỏ nhỏ ở phần phía bên trên. Biển số thì làm lại biển số mới luôn. Bọc Mica biển số mới cho anh Sơn làm lại cái form mới bây giờ để nhìn cho nó tươi, nó mới hơn các bạn. Còn cái biển số cũ thì cái form cũ nhìn nó không có được đẹp và cái phần Mica nó bị ổ rồi, làm lại mới hết toàn bộ cho nó cân đối. Chứ xe mà đẹp mà nhìn cái biển số nó cũ thì nhìn giống như là xe cũ vậy các bạn. Rồi bây giờ đó là những cái chi tiết mà ở phần bên ngoài. Bây giờ mời các bạn vào phần bên trong nội thất. Ở phần bên trong nội thất thì phim cách nhiệt là dán lại cho anh Sơn à. Dán lại cho anh Sơn bộ phim mới xài cho nó sướng, để cho nó cái độ cách nhiệt nó tốt hơn. Với lại cái màu, tông màu của chiếc xe này là màu đen, cho nên là dán phim cách nhiệt màu đen luôn. Đó, nhìn cho nó thẩm mỹ, nhìn ở bên trong tạo cái không gian riêng tư. Bây giờ phô phần trăm nè, cho bạn xem cái này. Các bạn thấy gì không các bạn? Cửa hít các bạn. Đấy, lên thêm cái option cửa hít. Bây giờ chúng ta không cần phải đóng cái cửa là dập cái đùng, mà chỉ cần nhẹ vô. Đó là cái phong cách xài cửa hít các bạn. Thì khi mà lên cửa hít này á, thì cái bình ắc quy của anh Sơn, bình zin á, cũng nó xài 4-5 năm rồi. Bình nó yếu lắm các bạn, lên cửa hít này chịu không nổi. Từ 60A, cho nên là phải thay cái bình mới, thế hệ mới bây giờ nó lên tới 75A. Thay bình ắc quy mới cho anh Sơn luôn, để điện mình xài, đèn đóm, cửa hít các thứ nó được thoải mái hơn. Chứ ví dụ như bình zin mà mình làm nhiều cái hệ thống điện hơn á, có khi là nó hết điện trước khi mà mình sử dụng. Cho nên là lên thêm cái bình mới cho xài cho nó ngon. Ở bên trong phần nội thất chiếc xe này thì mời cameraman quay, Cường sẽ qua bên kia Cường nói. Phần nội thất của chiếc xe này anh Sơn thì anh không thay đổi quá nhiều các bạn. Vẫn giữ nguyên cái nội thất của chiếc xe 4L Red nguyên bản. Tuy nhiên thì chỉ có vệ sinh lại, sạch sẽ mọi thứ cho nó mới mẻ hơn thôi. Thì cái phần da này đã xài 4-5 năm rồi, nó bị bạc màu rồi các bạn. Tuy là đã dưỡng lại, đã phục hồi rồi nhưng mà vẫn không thể là được như mới các bạn. Nó chỉ được 80% so với lại mới thôi.
chứ xài 4-5 năm rồi mà đòi như mới thì không thể, rất là khó các bạn. Bây giờ nếu mà muốn xịn hơn thì mình chỉ có nước là mình bọc lại toàn bộ ghế da thôi thì nó mới xịn hơn, những cái chi tiết rất là dơ phải vệ sinh từng cái ngóc ngách luôn các bạn thì cái xe nó mới sạch. Thì cái màu ghế da thì thường nhìn vô thì mình vẫn biết đây là một cái xe đã sử dụng 3-4 năm rồi đó, cái màu ghế da nó bị bạc này các bạn. Rồi ở bên trong này cho các bạn xem luôn. Đầu tiên cái option lên đầu tiên đó là hắc kính Việt Map H1SA đó, để cho cái sử dụng mà mình chạy xe cho nó thoải mái hơn, mình đỡ mình tập trung hơn cho cái việc chạy xe. Rồi là cái cam ở bên trong này, đây cho bạn xem cam 360 các bạn, đó cam 360, đó cam 360 các bạn thấy không, đó đang mở hai cửa hai bên cho nên là đó nó hiển thị cửa luôn, đó rất là chân thực luôn các bạn, đó, rất là nhiều chế độ ha. Cái cam 360 này thì Cường cũng nói nhiều rồi, đó lên thêm ba cam 360, rồi là Vietmap H1SA, rồi là lên thêm cái cam hành trình G39 cho anh Sơn, rồi là cái giá đỡ điện thoại ở đây, rồi thay luôn cả cái bộ thảm sàn 6D mới các bạn, màu nâu cho nó sạch. Cái bộ thảm sàn của anh Sơn hình nó bẫy bá lắm rồi, thì thay luôn cái mới đi cho nó đỡ hôi, chứ cái đầu tiên của xe cũ rất là hôi các bạn. Ok, về phần nội thất thì nó chỉ có như vậy thôi các bạn. Ở hàng ghế thứ ba thì có thêm một cái option, phần cốp của chiếc xe này thì được lót full cốp cả cái phần lót sàn 6D này luôn. Và cái phần hàng ghế thứ ba của chiếc xe này, đây cho các bạn xem nha, mình sẽ bật cái hàng ghế thứ ba này lên. Cái hàng ghế thứ ba này thì mình demo cho các bạn một bên, tức là cái xe này đã được lên thêm cái option là mở thêm cái độ nghè hàng ghế thứ ba các bạn. Nếu mà các bạn đi Ford RS á, thì cái phần ghế này hơi đứng này, thì mở thêm cái độ nghè hàng ghế thứ ba này rất là hay nè. Các bạn chỉ cần kéo mạnh ra đằng sau, sau đó các bạn bấm giữ cái nút mở điện á, đó nó kêu một cái cắt là nó sẽ qua một cái nấc mới, qua một cái nấc mới thì nó ngả ra thêm được 10 phân thì ngồi nó thoải mái hơn. Còn khi đóng lại thì nhẹ nhàng thôi, các bạn chỉ cần bấm là nó sẽ tự động gập xuống đó, như riêng các bạn mình chỉ thay cái cơ cấu đỡ ở dưới này thôi là mình có thể là mình mở thêm được 10 phân cho cái hàng ghế thứ ba này rồi, đó rất là hay các bạn. Rồi tiện thể mở luôn cái nắp capo cho các bạn xem. Thì cái khoang động cơ này sau 5 năm sử dụng thì nó rất là dơ, nhưng mà vệ sinh lại các bạn, vệ sinh lại cho nó mới. Đó, bây giờ nhìn nó cũng tương đối các bạn, chứ không thể nào mà như mới 100% được. Bây giờ nó nhìn nó sạch đẹp, nó mát con mắt. Đấy, bình ắc quy thay bình ắc quy mới này. Đó, bình supercharge luôn, sạc siêu nhanh. Với lại cái dung lượng của nó lên tới 75 Ah thì nó sẽ phù hợp cho cái việc là mình sử dụng nhiều cái thiết bị điện hơn. Còn cái bình zin của xe thì nhà sản xuất người ta tính toán là sử dụng với những cái thiết bị điện đó là ok, còn mình lên thêm cửa hít nè, đèn đuốc các thứ nhiều hơn nè thì buộc mình phải một là thay bình những cái dung tích bình nó lớn hơn, và thêm cái công nghệ là supercharge sạc nhanh nữa thì nó sẽ rất là ok. Nắp capo rất nặng các bạn, bây giờ nhiều khi không cần phải dập xuống đâu mà chỉ cần là nó xuống rồi, tại vì cái nắp capo nó rất là nặng. Còn một cái option nữa là ở dưới phần gầm, phần gầm này bên Cường vệ sinh lại rồi là phủ gầm lại, bởi vì cái phần sexy gầm á sau một thời gian sử dụng á, đặc biệt là dưới miền Tây, đất đỏ rồi là bị muối ở dưới Phú Quốc nữa, nó ăn mòn đã bị rỉ sét một số chỗ rồi, thì bên Cường phủ gầm lại cho anh Sơn để cho cái tuổi thọ của cái gầm nó được đảm bảo hơn. Ok, như vậy là xong các bạn. Đối với lại chiếc xe này thì ở phần nội thất thì không có quá nhiều sự thay đổi, nhưng mà đối với phần ngoại thất thì gần như là lột xác hoàn toàn so với lại chiếc xe Ford RS nguyên bản đời 2017 các bạn. Thì đối với anh Sơn, Ford RS là một chiếc xe rất là phù hợp với lại cái nhu cầu sử dụng của anh á. Anh rất là thích đi Ford RS, tiết kiệm, bền bỉ, êm ái, rất là phù hợp đi với lại những cái đường miền Tây mà nó dàn sóc, với lại đi ở dưới Phú Quốc thì anh muốn giữ lại, nhưng mà muốn một cái vẻ đẹp gì đó mới mẻ để ăn Tết thì đây là cái option anh chọn, lên full body kit F150 Raptor. Cùng với đó là mình tút lại cái xe cũng như là nâng cấp thêm những cái trang bị để chúng ta sử dụng xe nó được ok hơn. Ok, vậy là xong. Các bạn mà có nhu cầu độ xe hãy gọi điện thoại cho Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Và một lần nữa Cường xin cảm ơn anh Sơn rất nhiều, một khách hàng đến từ Phú Quốc, nhân trời Phú Quốc các bạn. Và sau một thời gian hoàn thành thì cuối cùng hôm nay đã được bàn giao chiếc xe này tới tay anh Sơn. Thì hôm nay xe vận chuyển sẽ vận chuyển và tới giao cho anh Sơn rạng sáng ngày mai các bạn. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Cường. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Cường để đón xem nhiều video về các chủ đề xe cộ nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, bye bye.